Giới thiệu với anh em, đây là giám đốc bản lài, Chủ tịch bản lài. chủ tịch bản lài, một trong những cây văn Hai nghệ. hai cây văn nghệ này từng là vô trường bộ hậu cần. Lên từ lúc 11 giờ nhỉ? 9 giờ. 9 giờ. 9 giờ đến bây giờ anh ạ. 9 giờ đến 3 giờ. 3 giờ mới xong hết đầu việc. Quả thật là vãi. Chủ tịch bản lài mặt đen thui rồi. Quản lý hơn nghìn thuê bao, lương mười mấy triệu, chuẩn bị ống rồi, béo rích. Đúng rồi. Hết cả thùng đấy mà. Hello anh em. Con trạm là nó ở mãi trên tít trên đỉnh núi kìa. Mệt quá, vừa lên một đoạn mà mệt quá. Được không? Được không? Nặng à? Vừa vác vừa nghỉ. Đây nhá, đây là lên một cái đỉnh núi. Đây là đỉnh núi anh em nhá, chứ không phải là đỉnh đồi. Núi, núi đá này. Núi đá như này. Rất là cao. Chưa thì nó mệt. Vừa lên chưa được một nửa đường.
phải nghỉ. Leo 5 phút mệt chết bà luôn. Còn thằng em đang vác cái tủ AC bên dưới. Tủ AC kia mới nặng. Hôm nay đây là con trạm mà mình đi hỗ trợ anh em ở trong này. Cẳng phiên mấy đầu việc, ba đầu việc anh em. Một là siết khóa cáp này, guốc củng cố MR này, với thay tủ AC. Không biết phải đường này đâu. Cứ đi thẳng cái đường này à? Đấy. Đi qua cái bờ rào nhà này rồi. Anh đang leo đến đoạn nào đấy? Đoạn ở giữa rồi, đi qua cái bờ rào nhà kia rồi. Anh cứ lên nơi đây, anh cứ lên nơi đây đâu. Anh quay lên xem nào, lên đấy. Còn leo nữa này. Cứ đi đường này, khe này đúng không? Ờ, cứ lên cái khe. Khe. Sao lại lên khe. Ờ, cứ lên đi. Vừa qua rào đi không? Ờ, đi qua rào khoảng độ 10-15 mét rồi. Thì cứ lên khoảng độ 200 mét rẽ tay trái nè. 200 mét rẽ tay trái à? Ờ. Ok. Sao này đường lạ thế nhỉ? Đường này đường khe suối. Sao này khe suối nhỉ? Đây này. Thẳng xuống dưới kia là cái bờ rào đấy. Nó lại phải đứng về kia là đứng qua mấy cái khóm luồng chứ đúng không? Đúng rồi. Đứng ra đây lên 100 mét lên dưới trái đấy. Ở tí chân này mà. Ở xong dưới này á? Xong bên kia ấy, cái tí cái trạm kéo dài kia. Xong đây xong gì? Ấm. Ấm à? Yes. Ấm cho đến khoáng. Lên đây đi hỗ trợ các chủ tịch đảo Bắc nánh nghê. Hôm nay là hỗ trợ anh Thành chứ. Đó. Hỗ trợ Sa Tiên Thành. Chết. Vuốc để trôi quá hạn mẹ. Mấy ngày, một tháng trời. Nhưng công nhận chạm cao thật. Cái này, mấy chạm này không bằng cái con chạm trên bản em. Còn đấy mới 10 điểm. Không có nhưng nữa. Không có nhưng. Thế thế này, anh bây giờ nó còn dẫm bùi lao nhá, nó còn sạch sẽ vào đây xong mồ hôi nó
da nó ngấm vào thôi rồi. Ừ. Hay là vòng sang, không biết ba nhà dưới kia nó có nước đá không nhỉ? Có, anh đi theo em là em không cho anh chết khát được. Đây này anh. Đấy. Anh thấy không? Đây, cái bài phế liệu đến này. Mời em lên. Chú lên làm gì? Lên chơi anh. Em lên đóng guốc cho mọi người. Mọi người cho anh Thành mà gọi ông ấy không nghe để vào với Smart đi. Ừ. Thì thôi, lên ngồi chơi 2-3 trận game đi về. Về đến nhà ông ấy hỏi là về giờ em ở vắng về rồi. Đây. Thì nổ máy rồi. Thông báo nhiều thế. Ở dưới thành phố này. Làm gì? Đem quần cắp gì mà quần đen xì đây này anh thấy à? Hai ngày nay rồi anh em ạ. Hai ngày nay đi hỗ trợ anh em trên này rồi. Đấy, chủ tịch bàn lại đấy. Đi lên ta làm cái chó gì chỉ lên đi vác đồ thôi. Thì đúng rồi. Làm biết bao nhiêu kiến thức của em trôi mất. Đây lúc nãy anh đi thẳng đường này này. Để đi thẳng đường này chân dễ. Em mà không thấy cái tố này thì em sẽ đi tiếp nữa đấy. Gọi anh thì chả thấy được, thấy vào. Thằng Thành này đi đường vòng nhỉ. Con này nhẹ đúng không? Tủ này nhẹ hơn đúng không? Mệt thế, mệt vừa nhấc người lên loài mồm rồi này. Đi lên tới đang ngủ. Mang được cái xác lên là ngon lắm rồi. Sao nào chú đi đường này mà xa? Nhầm đường rồi. Anh nhầm không? Ôi. Nhầm rồi đúng không? Anh bảo đi xuống thẳng đường kia đéo đi. Phải cứt rồi. Thế đéo mà chú đấy dẫn được đi con đường này. Phải vòng lại đi, vòng lên đi. Còn dẫn thì linh ta linh tinh. Chưa có miếng cơm nào vào bụng anh ạ. Phải không? Đi được đấy à? Chắc xuống được không vậy? Ê à. Nhiều ấy chứ. Đâu? Đâu? Phải không? Phải. Lúc trước lên anh có nhớ đi đường này đâu nhỉ? Chú đi mép thế nào? Ở
Ở trên này những cái con trạm như này thì nó gọi là vừa bình thường, đúng không? À, con này thì bình thường. Xa thì cũng là xa. Hôm qua lên con trạm trên kia chui nhầm vào cái rừng giang mà mẹ chỉ muốn nghỉ. Đúng không? Chỉ muốn nghỉ về theo. Đúng không? Thì mẹ chui 2 giờ chiều. Chú cũng khỏe phết nhỉ? Được đấy. Ví dụ làm thì mới về được một tệp tiền 2-3 tờ thanh xanh còn lâu nhỉ? Cũng đằng này làm anh có cầm đi không ấy? Có, nhớ trong túi này. Không thì mai qua mà lấy. Sáng mai về các anh tôi về đấy. Về thôi, ợ làm gì? Chỉ biểu diễn 1-2 hôm thế thôi. Mai sẽ đón họ về tối anh. Và em với anh về tối. Chú cũng về à? Đi về luôn đi. Em đi cùng anh xuống lấy xe. Cũng được. Đi không anh? Được. Tí anh em mình về tối luôn nhỉ? Được. Em xuống học đường lấy xe. Có cái xe mà lại. Người ta rào bên dưới đấy làm gì? Người ta con dê anh. Nuôi dê ở trên nào? Em không thấy con dê trên này à? Đất ở đây nghe vẻ là cũng không nuôi được cái gì nhỉ? Rừng thì không có cỏ. Rừng ở trên này rất khác ở dưới mình nhé. Mày là? Cây khiêng, mỗi người một bên. Hay thôi.